Ôi, xin chào anh em đam mê nha, lại là mình đây anh em. Thì hôm nay mình lại làm clip bán phôi mai vàng Bình Thuận. Mời anh em vào lại sưu tầm ủng hộ nha. Hôm nay mình có một số phôi mini giá sinh viên, giá bão lũ anh em ơi. Đấy, cây có một số cây đã lên nhựa sung. Có nhiều cây thì rễ đế bao phê. Đấy, toàn là cây đẹp không mà giá sinh viên anh em à. Không có ngày nào như ngày này. Chỉ có một ngày duy nhất thôi anh em à. Một ngày duy nhất thôi nha. Anh em coi tranh thủ vào xem sưu tầm. Anh em xem kênh của mình cũng biết rồi. Mình thì chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận. Mình lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Ngày nào mình cũng lên, anh em đón xem theo dõi. Anh em xem kênh mình nhớ like đăng ký ủng hộ kênh luôn. Đấy thì mình bán thì mình để số điện thoại bên trên màn hình. Em bán em có ngày tháng mã số cây, giá tiền niêm yết. Em bán bao ship toàn quốc. Anh em cứ việc alo cho em, rồi sau đó cây sẽ tới nhà cho anh em trồng thôi. Quá sướng. Còn gì còn chần chờ chi nữa anh em. Dứt đi. Anh này là anh Lò Văn Cháy. Thì ảnh ngày nào ảnh cũng cháy hết mình vì cây anh em ơi. Anh cháy cháy miếng anh cháy. Cháy lên đi lửa thuyền cao nghiên. Còn mai trong ta tình yêu cao nghiên. Hello mấy anh em. Đọc thì cái đó. Xin chào mấy anh em nha. Hôm nay mấy anh em mình tiếp tục lên clip phôi cây quái nha mấy anh em. Phôi cây quái. Cực kỳ là quái mấy anh em ạ. Cái khúc này lên kinh dị nữa nè. Đó. Anh em quá mấy đó. Em nói anh trái nghe nè, mấy cái rễ này nè. Mấy rễ này cỡ 500 năm sau nó thành một cây quái nè. Thấy không? Mấy rễ này nè, dáng nuôi 500 năm sau thành một cây quái. Có thể 1000 năm. Dễ mai mà nó lòi lên nè anh em ha. Quá trời luôn. Ôi, phôi này là phôi đầu tiên nè, rễ đế bao phê, cây lắc gọn. Cây đây là cái phần này là phần rễ cây nha anh em nha. Giờ mình đóng bo vô. Đấy nè, rễ đế nè. Cây sạch không tì vết luôn. Mời anh em xem thông số cây luôn. Cháy. Mời mấy anh em xem vần. Quần 26. Cao 40. Bây da 50. Đòn gan cắt. Bầu dài 30. Bầu cao rất là cao. Mà nói thiệt là bán cây không bán chậu nha mấy anh em. Chậu VIP á. Như thôi, chốt đơn anh em. Mời mấy anh em sưu tầm. Mời anh em sưu tầm cây đầu tiên nha. Anh em ơi, lại tiếp tục một phôi thứ hai. Phôi này thì anh em cũng biết rồi. Ê, ùa lộn, lên nhựa rồi nha anh em. Nè, nhựa đã lên trắng hết. Cây có một cái cành rớt nè. Nè, cây dễ đế bao phê, lắc nhẹ. Cây như dạng gió lùa anh em. Đấy, có một cành rớt đẹp á. Đẹp. Mời anh em xem thông số ơi. Mời mấy anh em xem quanh. Anh cháy hôm nay mặc đồ dằn di hơi ác tí nha anh em nha. Quanh ừ. 28. Mà đồ nón dằn di nữa anh em ơi. Cao 57. Có một chi phóng da. Hai chi phóng 37. Bầu anh cháy. Bầu dài 36. Dứt mấy. Rồi anh em lại tiếp tục anh em một phôi nữa. Rễ đế bao phê anh em à. Coi coi. Rễ đế coi. Bao phê nha anh em nha. Cây cốt rất là dữ. Cây gió lù luôn. Lù về một hướng luôn nha anh em nha. Cây cốt đế quá ok. À, cái phần này không phải dễ mai nè mà, có dễ gì á, nó đi xuyên qua. Đó, nó kẹp trong nách á anh em à. Chứ nó chấn thật vắng đâu á. Cây khá lạ nha anh em nha. Rồi, mời anh em xem thông số nha. Cây được á. Mời anh em xem thông số cây đây. Đẹp á. Mời mấy anh em xem vần. Cây này mà theo em á nha. Vần 37. Ba chú luôn. Cao 50. Gió lùa qua là 60. Bầu dài là 42. Dứt. Anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi nữa. Đế dễ ok. Đấy, dễ đế ok nha anh em. Cây bay xuyên hai thăng đuổi nhau rất là đẹp. Cắt chi này bỏ luôn cho nó đuổi hết luôn anh em ơi. Chi này nó cũng đuổi hết chứ mà đều do chỗ này là mặt tiền của cây nè. Nếu mà chi này đánh đuổi theo nó đâm vô mặt mình nè. Đâm vô quất bỏ bỏ. Cho anh em tự cắt đi.
mình để mình chơi cái mặt nạ vô. Quá đẹp anh em ơi, sạch rồi, không tì vết. Thôi giờ tự cắt không ai chảnh đâu. Cây này mà làm da cây đẹp lắm. Quanh 33. Cao 43. Bây giờ 51. Bầu dài 44, bầu nặng là 35kg. Căng luôn rồi hả? Dứt. Em lại tiếp tục anh em, một cùi rễ đế bao phê. Rễ đế bao phê nha anh em nha. Cây sạch, cây không tì vết nè. Đấy. Cây mini để bàn. Đẹp. Mời anh em xem thông số. Mời mấy anh em xem vành. Mặt lên đây đẹp không? Đó, để cho mấy anh em thấy. Thiệt không? Cây. Vành 25. Cao 36. Cây xuyên dài nha mấy anh em. Bầu dài 39. Giúp mấy anh em ơi, mời mấy anh em ơi, lại tiếp tục anh em một khôi rễ đế bao phê. Rễ đế này gọi là rễ đế cây mai anh em à. Đế cây mai nha anh em nha. Đế cây mai. Cây chỗ này có một miếng thèo lũa nè. Đấy, cây này dàn chi thì khỏi phải bàn, về anh em tự lựa chơi. Chứ ai dánh đâu cắt giùm. Đó, nói chung là chi rất là đều mà nó có nhiều hướng cho nên là mình để lại cho anh em cắt xong. Chứ thật sự ra mình cũng phải nói anh em dánh rồi anh em à. Rồi, mời anh em xem tổng số một cái cây mai chi mịn nha anh em nha. Mời mấy anh em xem vành. Vành 35. Cao 51. Bầu dài 45. Dứt mấy anh em ơi. Mời mấy anh em. Anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Cây mai này gọi là cây mai năm mọi nha anh em nha. Rễ đế bao phê nè. Rễ đế bao phê. Cây này đang lên nhựa anh em à. Đấy, nhựa đang lên. Nhìn chi sạch. Chặt sạch sẽ. Không tì vết luôn anh em à. Là lý do sao mà kêu cây mai ông năm mọi? Tại vì cây mai này thì ông năm mọi ông trồng. Dạ. Ừ, quanh. Là em ăn cắp hả? Thế ai đi đầu mai cũng kêu ông năm mọi vô đó đi. Mày mắn em xem quanh cây mai ông năm mọi. Quanh 37. Con ông mà coi clip này nha. Cao 57. Ông đi thôi gì đâu. Bầu dài 37. Dứt mấy dứt anh em ơi. Rồi anh em lại tiếp tục anh em nè, một phôi nữa. Cây này thì dạng cây nghệ thuật nha anh em nha. Cây này mình cho một cốt nó bay ra, mình đánh tán lên. Cây này mà mình để bên hông cái tủ thờ của mình á, xong mình đánh một cái cành bay ra khỏi tủ thờ là vô chính diện luôn á. Đẹp lắm anh em à. Thôi. Đế rễ bao phê. Cây đang lên nhựa luôn anh em ha. Nhựa lên rồi nha anh em nha. Thôi, mời anh em xem thông số. Cây không tì vết. Nhớ năm mọi không? Vành 29. Gác. Cao 63. Nghe rồi. Bây giờ 79. Bầu. Bầu dài 40. Giúp mấy anh em ơi. Em lại tiếp tục anh em. Một phôi rễ đế ok đến nơm nha anh em nha. Đấy, rễ đế nơm. Đấy, đế nơm. Cây một cốt bay xiên nha. Rồi sạch cây không tì vết. Đang lên nhựa luôn. Rồi mời anh em xem thông số cây. Mời mấy anh em xem vành. Vành 31. Cao 50. Bây giờ 78. Bầu dài 40. Giúp mấy anh em ơi. Chốt. Anh em lại tiếp tục anh em, một phôi nữa, rễ đế bao phê nha anh em nha. Rễ đế bao phê nè. Đấy, cây này thì nó lên chi tự nhiên, bay gió lùa anh em à. Nhựa thì lên rất là sung. Đấy, cây này nó sạch cây luôn. Anh em thích về chơi kiểu nào thì tự chơi nha anh em nha. Rồi, mời anh em xem thông số một cái cây tự nhiên trên rừng. Mời mấy anh em xem vào. Hello anh em nha. 28. Cao 51. Bay lù ra 52. Bầu dài 43. Giúp mấy anh em ơi. Chốt được. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi nữa anh em à. Phôi này thì rễ đế bao phê nha anh em nha. Đấy, cây chi bay lượn xuống đây hồi đầu. Cây này thì đã lên nhựa nha anh em. Nhựa đang lên rất là
Ok. Rễ thì bao nhiêu? Cây này chơi nửa tháng được nha anh em nha. Mời anh em xem thông số. Thì nhóm mình hôm nay trời mưa ở nhà cũng hơi đầm. Mời em xem quanh. Ở bên kia có con nhóc đen. Đen nhảy bài cho anh em coi cho đen. Quanh mưa chết. Đút đút xuống quá rồi. Giống dưỡng chứ vậy. Ủa điệu con dưỡng mà không biết. Cao 28. Phan á đo bầu anh nhảy điệu nhảy bay. Xong đo bầu. Bay 45. Bầu dài 34. Dứt mấy anh em ơi. Rồi anh em lại tiếp tục một phơi rễ đế bọc phê nữa. Đế nơm nha anh em nha. Trời ơi. Rễ đẹp quá anh em ơi. Trời ơi cây lên nhựa rồi trời trời. Này cây lên nhựa rồi nè anh em. Rễ đế bọc phê có cái đuôi luôn. Dễ. Cũng lên nhựa luôn anh em. Cây sùng quá đi. Sạch không thì vết. Mời anh em xem thông số luôn. Mời mấy anh em xem vần nha. Thôi quay cây xong mời mấy anh em tập trung chỗ cũ nha. Quanh 26, mời mấy anh em về, tập trung về hội trường. Mời mấy anh em. Cao 48. Ê thằng đen thích chương trình gì? 48, giúp mấy anh em ơi. Anh em lại tiếp tục anh em một phôi rễ đế bao phê. Có cái chùi chỏ đây anh em à. Đấy nè, cây lên nhựa đó anh em à. Ừ, nhựa đã lên nha. Đấy, cây khá ok. Mời anh em xem quanh ơi, cây này thuộc dạng cây lạ nha anh em. Mời mấy anh em xem quanh. Quanh 30. Cao 49. Con phóng về để lại quá hoàn hảo mấy nha. Bầu dài 52. Dứt mấy anh em ơi. Chốt đó. Anh em lại tiếp tục anh em. Một cây một cốt. Phôi này đẹp à, anh em à. Về đế tạm được nha. Cây này có 1-2 miếng xẹo trên thân. Đấy. Cây thì đang chuẩn bị lên nhựa nha anh em nha. Rễ đế ok. Cây một cốt gót ngọn. Rồi mời anh em xem thông số. Mời mấy anh em xem rồi nè. Quanh 33. Cao 55. Lấy cái đục kiểm tra cái này. Bầu dài 42. Dứt mấy anh em ơi. Chốt. Anh em lại tiếp tục anh em một phôi rễ đế bao phê nữa. Này rễ đế này nè. Rễ ok. Đế nhiều. Cây lượng nhẹ nè. Đấy. Lượng nha. Chi cũng sạch luôn. Cây không tì vết nha anh em nha. Rồi mời anh em xem thông số luôn. Mời anh em xem vần. Quanh 26. Cao 37. Bay 56. Bầu dài 30. Dứt mấy anh em ơi. Chúc. Anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi nữa. Một phôi rễ đế. Ok nha anh em nha. Đấy. Đế. Ok. Sạch cây. Cây không tì vết luôn. Cây đang lên nhựa nha anh em nha. Nhựa lên rồi. Mầm bắn luôn anh em ơi. Tranh thủ về trồng chơi. Cây lực. Mời anh em xem thông số cây, cây này thì hơi nặng. Cây này tầm cỡ 40kg anh em à. Mời mấy anh em xem quanh. Giờ thì quanh 40. Cao 56. Con chi phóng ra khỏi tính. Bầu dài 45. Dứt mấy anh em ơi. Dứt. Anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi rễ đế ok đó. Rễ đế nhiều nha anh em nha. Đấy, rễ đế ok. Cây lên nhựa rồi nha. Cây bay xuyên xuyên nha. Đấy. Mời anh em xem thông số cây. Chiêu chóng mặt chưa mấy anh em. Đấy, cây lạ đấy anh em à. Hàng lá. Đế A luôn. Mời mấy anh em xem quanh. Quanh 30. Cao 28. Cầm máy quay nhảy lắc thì bây giờ nhân mấy nè. Bầu dài 34. Dứt mấy nè. Anh em lại tiếp tục nè, một phôi nữa, rễ đế bao phê nha. Cây này rễ nổi mặt hết luôn anh em. Ơi. Có một cái trứng. Ơi, đụng đụng được viên ngọc. Cây này là dạng phân giữ ẩm anh em. Rồi, mời anh em xem thông số cây này nha. Cây đạt anh em à. Lạ đấy. Rồi, mời mấy anh em xem quanh. Cây này là theo em đòn gan cắt. Quanh 35. 35 vành. Cao. Đúng. View đẹp đúng không? Có mây, có cỏ. Có bò. Bay ra 79. Xì qua lại có vẹt gió luôn. Bầu dài 39. Dứt mấy anh em ơi. Chút đơn. View này view chiều đô anh em à. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Giờ có ai chở đi bệnh viện không? Không ơi, quánh xong bắt đầu là. Thôi dễ. Đế được bay xuyên hoa chi được. Đấy. Cây đang lên nhựa luôn nha anh em nha.
dễ đế khá vững. Mời anh em xem thông số. Cây này hoành mấy trăm anh chắc? Hoành chắc 290 á. Cây này chơi nửa thác luôn anh em à. Hoành 208, ủa quên 28. Cao 30. Bây ra là 50. Bảy cái chỉ thiểu quá đã mấy anh em. Mời mấy anh em xem bầu dài 35, dứt mấy anh em ơi. Anh em tiếp tục một khôi rễ đế được nữa nè anh em. Đấy. Đế quá nhiều. Đế bấm xuống nhưng mà chỗ này nó hơi bị rộng cái bầu nha anh em nha. Này phải vô bầu cái 5 trên 50 mới vô được. Nè, nhiều nè, bao phê. Cây bay về một hướng. Rồi đế giữ lại. Mời anh em xem thông số cây. Cây này về gọt lại cái bầu cũng gọn chơi được mà. Mời mấy anh em xem anh. Chân này đủ nè ha. Quất dễ để bỏ luôn. Quanh 34. Cao anh. Cao gần kìa. Bay ra là 58. Bầu dài là 46. Chốt đơn anh em. Anh em lại tiếp tục một phôi dễ đế bao phê nữa anh em. Thấy không? Cây rễ đế được nè. Cây có miếng thèo lũ bọng xuống đáy nha anh em nha. Cây này thì đã lên nhựa anh em à. Lên nhựa nè ha. Được á. Sạch cây không tì vết. Mời anh em xem thông số cây luôn. Đây là trên này sạch. Hồi nãy tính nói đã có lũ bọng xuống dưới rồi. Xin lỗi anh. Hả? Anh mới xin lỗi á. Tại vì view lũ bọng đàng hoàng đấy mà. Mời mấy anh em xem vành cái cây bọng không tì vết. Vành nhiêu anh trai? Vành 45 em ơi. 45 hả anh trai? Cao 41. Trời ơi, anh trai ngọt quá anh trai ơi. Bầu dài 48. Trời ừ. Dứt mấy anh em ơi. Anh em lại tiếp tục anh em một phôi rễ đế được nữa. Quá đẹp. Rễ đế ok nè. Đẹp. Đấy, cùng chỗ này nó có chỏ độc quá anh em ơi. 4 chân, 4 đế, 4 cẳng nha anh em à. Cây này thì dạng cây bay về một hướng nha anh em. Chỗ này nó có cái tét. Thành một cái chi tắt ra. Cây này là cây mai da châu nha mấy anh em nè. Cây bay về hướng hai thân đuổi nha. Rồi mời anh em xem thông số một cái cây mai đế đẹp ấy. Quá mấy anh em ơi. Cây này em chơi cây nào nữa. Cây này ta hành ví vô đứng vô. Bớt kèn máy luôn kìa. Mời mấy anh em xem mình đi. Đó mà vô nó chắc dịp 32. Chào 80. Chi phóng bay ra là 60. Bồng dài 44. Dứt anh em ơi. Chốt. Tạm biệt anh em cái anh cháy. Chào tạm biệt mấy anh em nha. Rồi. Hồi cuối cùng rồi. Tạm biệt anh em. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em nha. Dứt.